Chào các bạn, trong clip này tôi chia sẻ về cái dự án của tôi rất lâu rồi, bây giờ mới có thời gian hoàn thành. Đấy là bộ ngũ lộ thần tài và ngũ quỷ thần tài để xe ô tô. Và trước khi hoàn thành giai đoạn cuối, tôi mới làm clip và mang ra đo lại. Thì có gì đặc biệt mà lâu công thế? Đầu tiên là phải nói đến cái kim tự tháp mini. Lúc đầu tôi không dám dùng loại mini vì tôi muốn dùng cái bản tiêu chuẩn thì nó to hơn, to gần gấp đôi như thế này thì nó choán hết chỗ. Nhưng mà sau đấy thì rất nhiều khách hàng phản hồi là bản mini cũng rất tốt, thì tôi cũng cải tiến. Như tôi nói là tôi cải tiến, tôi cho cái nhẫn ruby rất đắt tiền lên trên này. Xong sau đấy thì trong các tầng này là tôi có thêm cái set 5 màu là kiếm rất kỳ công các bạn nhé. Set 5 màu cái này năng lượng rất là mạnh này, đo là đã lên 7.5 vòng. Đây là bộ ngũ lộ thần tài thì tôi sẽ quay vào trong mình. Đấy, quay vào trong bên trong. Còn cái đế như này tôi làm đổ đế rồi. Dưới cái đế này thì tôi vẫn có cái bộ hộ thần. Bên dưới là vẫn có bộ hộ thân thần phù, vì trên xe ô tô của mình là cần trừ âm khí tà khí, nói chung là vãng vong lung tung là không ảnh hưởng đến xe, thì hoặc là trẻ con lên xe là nó an toàn, để thay vì phải treo ghim băng các nơi thì tôi cho bộ này ở dưới này luôn. Và nó có một công với việc là đặt bên dưới này thì nó vừa có hỗ trợ là vừa che được cái đế xấu của kim tự tháp này đi, vì cái đế này nhỏ mà không nhét được linh phù nên là đặt vào đây. Đấy, nó che được đi. Ngũ hành chính phái. Tôi quay cái mặt viện phong thủy về phía mình. Đấy, và trong này thì có bộ ngũ lộ thần tài. Tôi quay vào trong để chúng ta nhìn thì thấy hiền hơn một chút, đúng không? Bộ này thì không, ngũ lộ thần tài này không có màu cụ thể nên là cũng không nhất thiết chúng ta phải để theo đúng màu. Để này cho đỡ bị vướng là được. Ok. Đấy, tức là xong cái mặt trong. Mặt trong rồi thì mặt ngoài là ngũ lộ thần tài. Tại sao cái này tôi phải chờ rất lâu, vì như tôi nói là cái cưa, cái chân này rất khó. Tôi mua các loại cưa, cưa gỗ, cưa máy, cưa cầm tay, cưa đặt bàn, các loại đều không cưa được và đều bị gãy chân các bạn nhé. Nên là tôi phải, trước đây thì như tôi nói ở clip trước là vì gãy chân là tôi phải vứt đi, tôi lại đặt chờ có tiền để mua bộ mới. Thì bộ mới về nhưng mà tôi hì hục tôi mua lại cưa tay mini thì cưa mãi mới được. Nhưng mà vì mình muốn đặt cả bộ ngũ lộ thần tài gọi là phổ biến nhất trong dân gian, thì đến cái bộ ngũ quỷ vận tài này thì không đủ chỗ các bạn, không đủ, chỉ đặt được 3 ông thôi. Đấy, nên tại sao tôi nói ở đây, tôi nói đến cái con số tốt xấu, vì các bạn cũng đừng có lo là số đẹp số xấu, vì thực ra là đặt 3 ông hay 5 ông thì kiểu gì cũng có người xấu tính, người ta không thích mà. Hoặc là trong cái tư duy của người ta lúc nào cũng có cái xấu, nên là 3 ông thì chẳng hạn, thì người ta lại giống kiểu Thuận Kiều cực Plaza, người ta bảo giống thẻ hương. Thế là khi trong đầu người ta lúc nào cũng xấu thì cái gì cũng xấu. 4 thì người ta bảo là tử, 3 thì bảo thẻ hương, và 5 cũng là thẻ hương. Tức là khi cái tư duy của một người xấu thì lúc nào cũng xấu. Nên là các cụ có cái câu là không ưa thì dưa cũng có giòi, kiểu ghét nhau mà, nên nếu đã ghét thì kiểu gì người ta cũng bới móc ra. Nên là cái con số tốt xấu nó không đại diện, không quan trọng các bạn. Lúc đầu thì tôi định cắt chân, tôi để hết cả 5 cụ ở đây, nhưng chắc chắn là không đủ chỗ này, bị che mất kim tự tháp này. Hai là mình phải nới cái đế rộng ra, nới cái khuôn. Thực ra nới khuôn rộng ra thì vẫn nới được, nhưng mà tôi cũng không muốn, tại vì tôi nghĩ là cái khuôn, với cái khuôn này tôi thấy hợp lý rồi, làm to hơn tôi không thích.
Nên là ví dụ ai muốn đặt thì ví dụ chỉ có ngũ lộ thần tài hoặc là ngũ quỷ vận tài không thôi, không làm chung. Còn tôi thì tôi muốn chung, tôi định cho cả bộ câu hồn quỷ vào, hắc bạch vô thường vào, nhưng mà không đủ chỗ. Đây là bộ nhỏ nhất thôi, không đủ chỗ. Tôi cũng định để cả vô diện vào nhưng mà cũng không đủ, hết chỗ, nói chung hết chỗ. Bây giờ nếu mà cố cắt và nhét thì cũng có thể nhét được thành 4 ông hoặc là 5 ông, thì phải hy sinh cái kim tự tháp hoặc nới ra, nhưng mà thôi. Tôi nghĩ với tôi là tôi thích 3 này là đủ. Như tôi nói là ai mà thấy xấu thì và nói xấu thì đấy là việc của họ thôi, vì mỗi người một quan điểm, giống con số 13 ấy. Dân Việt Nam gần đây tự nhiên là rất sợ con số 13. Du nhập từ phương Tây mà, nhưng mà cái gì du nhập lung tung, cái gì cũng sợ. Tôi thì lại rất hợp con số 13. Tại sao tôi nói thế? Vì cũng lâu rồi, cách đây cũng phải tầm năm 2006, 2007, nói chung lâu lắm, 15, 16 năm. Một lần tôi đi lên sân bay sớm thì họ xếp cho tôi vào số 13. Thì lúc đấy mình bảo, không biết cái con số này của xấu hay không. Mình đi sớm nhất, người ta cho mình vào con số 13. Thì cũng lo chứ các bạn, tại vì tâm lý mà. Đây chủ yếu về tâm lý thôi nha các bạn, về tâm lý. 16 năm trước, thế là. Nhưng mà khi ngồi máy bay thì cũng lo lo một chút. Nhưng mà sau đấy cũng nghĩ là ôi, xấu hay tốt thì cả máy bay nó thế, nếu mà xấu thì cả máy bay nó xấu rồi, việc gì phải lo. Thế là, nhưng mà khi tôi ra nước ngoài thì tự nhiên là có rất nhiều hợp đồng, nên là từ cái việc đấy tôi mới à, con số 13 nhiều người không thích, nhưng mà mình kiếm được cái hợp đồng nên là cũng tốt, tốt với mình. Với ai xấu thì đấy là việc của người ta, còn với mình thì con số 13 nó ra hợp đồng. Nên là nếu mà Apple mà ra cái iPhone 13 là tôi mua liền các bạn. Nhiều người thì chê xấu, nhưng mà nếu mà có thì tôi mua liền, vì đấy là con số rất tốt với tôi. Tôi đặt 3 như thế này rồi, nhưng mà tôi vẫn muốn là dựng được cái iPhone vào đây để làm sao, để sau này nhỡ tôi cần quay clip. Nếu ai mà đã mua cái bộ ngũ lộ của tôi là tôi để 2 ông đằng sau, 3 ông đằng trước, và ở giữa cũng có cái khe hở để đặt được cái điện thoại. Nên là mình đặt vào mình quay clip nó rất tiện. Bây giờ đây có cái bật lửa này, nó tức là khi định hình khuôn ý, tôi hé lộ luôn cho các bạn biết là tôi phải căn cái này vào giữa. Tại sao mình căn thế? Mình căn là để sau này mình nhét được cái điện thoại, chứ nếu chúng ta không căn trước thì sẽ không nhét được cái điện thoại đâu, nên phải căn trước, nó không đơn giản. Căn hôm nay phải để hở ra cái khoảng trống này còn quay được. Ok. Bây giờ tôi sẽ đo ít nhất là cái chiều mặt mình và cái chiều đằng trước xem là có tốt hay không đã, rồi tôi căn cái này sau. Trước khi đổ keo thì tôi phải đo lại cho chắc chắn, vì khi đổ keo là không thay đổi được nữa, vì đây còn đúng một lớp keo cuối cùng. Làm cái này rất kỳ công các bạn nhé. Cái đế đây này, cái đế bị gãy này, nó dày như thế này. Tôi đã bảo hỏi những cái nơi sản xuất này là tôi đặt cái loại mà không có đế, họ bảo không làm, vì có đế thì mới đứng chắc được cái chân này, nên họ bắt buộc họ làm đế, và họ làm rất dày, mặc định hết rồi, họ không đặt riêng, không muốn đặt riêng thì làm số lượng rất là lớn. Nên là thôi, tôi ngồi thì tôi cưa xong rồi, bây giờ tôi mang đi đo. Đấy, số 3 với tôi vẫn là số đẹp nhá các bạn nhé. Cái này tôi làm cho tôi thôi, nên là ai không sợ. Còn đừng có nghe dân gian, nghe mấy ông dân gian thì cái gì cũng xấu, vì người ta điều kiện không bằng bạn, điều kiện không bằng nên là cái gì người ta cũng sẽ chê. Ok, tức là chưa đưa lên là thấy nó đẩy dương rồi. Đó. Chưa đưa lên đã đẩy dương rồi. Tôi cũng chả đo quan tâm dương bao nhiêu, nó quá 90 độ là tốt rồi, nhưng tôi chả đo nữa.
thì muốn đo cụ thể để sau khi đổ keo xong chúng ta đo cụ thể. Còn bây giờ là tôi đang đo xem cái việc bố trí của mình nó có bị âm hay không thôi. Đấy, các cái ông quỷ. Tại sao có ba cái màu này? Vì những cái màu khác thì trước đây khi như tôi nói tôi cưa rất nhiều thì đều bị gãy chân. Thì còn lại hai ông này tôi phải đi đặt các loại cưa về tôi thử thì mãi mấy tháng trời bây giờ mới xong được các bạn. Không dễ, rất mất thời gian. Thế cứ đẩy dương là được rồi. Còn dương bao nhiêu thì sau khi hoàn thiện tôi sẽ đo sau. Xong rồi thì tôi không bê nữa. Ok rồi thì tôi đổ keo luôn ở đây thôi. Riêng cái bộ này của tôi thì cũng là bộ thử nghiệm luôn. Vì bình thường những cái keo này nếu mà da nắng nóng thì nó sẽ bị mềm. Nên là tôi cũng bảo mấy cái xưởng kiếm cho tôi cái loại chịu nhiệt thì họ cũng bảo cái loại này thì cho đây sẽ là loại chịu nhiệt. Chả biết chịu nhiệt thế nào nữa. Bây giờ tôi sẽ kê thì tôi làm nốt. Cái kê này thì nó đỡ rớt ra bàn vì cái keo nó vào khuôn nó khô lại thì rất ok, nhưng nó những cái nó rơi ra ngoài nó lại không khô, nó dính dính nhớt nhớt rất là bẩn. Nhất là cái định hình ở giữa này. Vì bây giờ đẩy lên một chút là cái ông trắng này là ông bị đổ ra đằng trước nên bị chắn ông ấy lại. Đấy các bạn đã xem thì không dễ dàng. Mà kê này là cũng không được rơi xuống dưới, rơi xuống dưới là nó hỏng luôn. Hỏng luôn cả mẹ. Đấy, rơi xuống là nó hỏng. Gập cái này lên. Đấy, nó có rơi nhưng rơi một nửa. Vẫn bị chạm. Về cơ bản cho các bạn xem thế thì tôi sẽ ngắt ở đây và khi nào nó ra cái bộ hoàn thiện, tức là ngày mai hoặc ngày kia đổ xong thì tôi sẽ làm cái clip hoàn thiện cho các bạn ở phần sau. Cũng đã khá muộn và đúng ra thì chờ ngày mai bóc khuôn thì sẽ tốt hơn. Tuy nhiên là đây cũng là sản phẩm của tôi dùng và muốn cái kết thúc cái clip này cho các bạn nên là tôi bóc ra tôi đo luôn để còn về các bạn, vì cũng muộn rồi. Nó cũng cứng, tuy nhiên là chưa đạt được 100% đâu, là khoảng 80-90%. Tuy nhiên là thôi, tôi vẫn quyết định tôi bóc rồi, tôi vẫn quyết định bóc và đo cho các bạn xem là hiệu quả của bộ sản phẩm để xe ô tô ngũ lộ thần tài và kim tự tháp ruby, ngũ lộ thần tài và ba ông quỷ. Khi để trên xe thì tôi sẽ để theo chiều này. Vẫn hơi mềm một chút rồi. Hơi mềm một chút. Thôi tôi đo luôn này này. Wow. Rất là mạnh các bạn, rất là mạnh luôn. Rất là tuyệt vời. Tôi mới cậy dốc khỏi cái khuôn thôi chứ chưa cậy hẳn ra đâu. Tại vì là tôi đang nâng lên thì thấy nó hơi mềm ở giữa, mình nhấc ra khi nó còn gãy. Ôi rất là mạnh, rất là tuyệt vời. Đấy là cái mặt nhìn từ trong xe ra, còn đây là mặt người ngoài nhìn vào.
tức là nó mạnh mà là các bạn nhìn cái tốc độ quay rất là mạnh nhá, rất là tuyệt vời, dương khí rất là cao, ok, rất là tuyệt đấy các bạn. Đây cái góc kim tự tháp này, nói chung nếu được như này thì là quá mỹ mãn, thì mình chưa bóc ra nó đã năng lượng nó đã mạnh, ui rồi nó đẩy đẩy rất là mạnh các bạn, thực sự rất tuyệt vời. Tôi không đo nữa vì thấy mạnh như thế thì nó quay gọi là quay bất tận. Nói chung là đo các góc thì nó cũng sẽ thế thôi. Tôi xem cái góc này, nếu mà ví dụ cái người ngồi ở ghế phụ nhìn chéo chéo cũng mạnh, không mạnh bằng cái kia nhưng mà thế là mạnh rồi các bạn, thì quay bao nhiêu vòng. Nhưng mà các bạn nhìn cái tốc độ 3 cái kia đúng không? Tốc độ 3 mặt này tuyệt vời. Nói chung là rất mỹ mãn. Cảm ơn các bạn đã quan tâm và hẹn gặp lại trong những clip tiếp theo. Đấy, đây là bộ trên xe của tôi, chưa có xe nhưng mà làm trước đồ trang trí các bạn. Đấy, chờ bao giờ có xe tính sau.